trên con đường của Ngựa Hoàng Sao sẽ tiến tới trận thi đấu cuối cùng của giải đấu năm nay. Vâng, cú phá bi đầu tiên tốt của Dương Quốc Hoàng. Vâng, đã hơi ăn gian lỗ một chút và đó là toan tính của Dương Quốc Hoàng trong việc... Vậy nên đây sẽ là một con bi xử lý khá khó của Dương Quốc Hoàng. Ui! Vâng, một tình huống chạy đạn tốt. Một tình huống chạy đạn với đầu gậy đặt sắt. À, ba băng đến từ vị trí của cô Benji. Ui! Không thành công rồi, và đây cơ hội dành cho Dương Quốc Hoàng. Bạn khán giả cứ yên tâm, sau trận thi đấu tứ kết vừa rồi thì chúng tôi mới tuyển thêm một thư ký nữa để ngồi ghi chép toàn bộ những donate và những lời hứa của các bạn. Nếu như Dương Quốc Hoàng có ui một tình huống trô cuộn rất nhiều áp phê bên tay phải, bẻ cong quỹ đạo của viên bi chủ. Vâng. Vâng, cúp phê hai băng quá đẹp. Và tới đây thì tỷ số sẽ phải là 1-0 dành cho Hoàng Sao của chúng ta. Anh em tiếp tục thả like. Xin nhắc lại các bạn cứ nghe tôi. Đây đã là lượt thi đấu số 3 rồi, không vấn đề gì cả. 1-0. Không phải chạy ra đường an toàn nữa, có thể chạy đạn, có thể công trong tình huống bi này. Vâng, như vậy một tình huống dí cái và sau lưng bi số 6 khá khó. Vâng, và có lẽ những sự quan tâm đã dành hết cho trận thi đấu này rồi các bạn. Vâng, a à, vào cái má bị như thế là viên bi số 1 nó sẽ không dâng lên được. Thì gọi trọng tài ra để kiểm tra khi mình đang bị có tay. Một tinh thần rất thể thao. Nếu mà hình đẹp thì cô Meiji cũng sẽ đi hết thôi. Và cảm ơn bạn khán giả Đức Anh Đỗ Đăng. Vâng, má này được. Vâng, không phải chỉ riêng giải này mà tất cả những giải đấu đến ngày thi đấu cuối cùng sẽ phải đánh liên tục cả. Và cái nhịp độ đánh này thì các vận động viên đã quen rồi. Những con bi sụt Hoàng Sao sẽ giống như trận thi đấu trước đó và ổn định được cái tâm lý thi đấu của mình, không bay quá được. Vị trí viên bi cái sau khi ăn bi số 4 nó sẽ ra chỗ nào mà cảm giác nó hợp lý hơn thì người ta sẽ làm. Đây là thi đấu bán kết các bạn ạ. Để cho một số bạn nào còn... Ồ, đây rồi các bạn ơi. Đấy. Nào, đường riêng. Không được rồi. Vâng, như vậy là vẫn còn đường để chạm được vào viên bi mục tiêu số 6. Và đó là một cú chạy đạn. Nào. Ui. Thì thực sự là quá tuyệt vời rồi. Có xòe được phê vào không? Có phê vào đấy được không anh em ơi? Ui. Vâng, dính lên bên số 9 quá tuyệt vời. Vâng. Như thế nào đây? Ui, ping gì à bằng còn hay quá các bạn ạ. Ui, vâng, hay quá các bạn ạ. Vâng, cần giữa lỗ với mục tiêu số 6. Chứ không đánh một cách bình thường như một người bình thường. Vâng, ok. Vâng, tôi phải vẹo hết cả người sang để nhìn quỹ đạo di chuyển của viên bi chủ. Và đã thành công. Và
Con bi số 6 thực sự đã khiến cho chúng tôi lại phải cắt highlight ngay. Và ngày hôm nay các bạn kết về cắt những tình huống highlight của cầu thủ Dương Quốc Hoàng từ đầu buổi chiều cho tới giờ 21. Vâng, chung kết sẽ đánh ngay sau đây thôi, còn khung giờ nào tôi chưa biết các bạn ạ. Chúng ta hãy hy vọng vào trận đấu này đã. Ồ, không được. Anh ấy đánh tình huống an toàn thôi và hở, đã hở sườn bi số 2, chúng ta chưa bị đuôi. Chắc là chạy đạn thôi. Ui. Trượt bi. Tình huống đấy anh Dương Quốc Hoàng kỳ vọng quá nhiều vào tình huống sượt mỏng bi số 2 chạy đạn cái. Hình này thì quá đẹp cho Cô Minh Di để có cho mình điểm số thứ 2 rồi. Chúng ta lại phải chờ đợi đến ván thi đấu số 5 thôi. Vậy là Kobeji thực hiện một cú trô có áp phê một băng ra. Và sẽ là một con... Nhìn nó mượt lắm. Nhưng cái độ sai số nó không có quá nhiều cho những cái con bi như vậy. Tỷ số được cân bằng hai đều cho cả hai. À, một pha A băng nhẹ tính thủ. Rồi, cái xòe qua rồi và chúng ta đang có cơ hội xử lý viên bi số 1 các bạn ạ. Ui, một pha trô gọi là quá. Cò tay mà các bạn ạ. Nó hơi cò tay một tí. Vâng, đã thành công rồi, rất tuyệt vời và cái không va chạm với bi số 4. Đen nhất là tình huống chúng ta chạm 4 đấy. Không chạm là ok rồi. Bắn quại kiểu gì đó để lên bi số 4 đây. Ui. Vâng, phê đâu. Vâng, có lẽ sẽ là cúp 3 băng. Tình huống đấy nó bị với tay nên là Kobeji đã lựa chọn. Ui, đây rồi các bạn ơi. Vâng, không thành công rồi. Đây, ui. Vâng, ok. Vâng, không, cái vòng 3 băng về thì hay quá. Ui, có đường riêng đấy. Ui, lại bi số 8. Ui, không được các bạn ơi, không cover được đâu, nó là bản quyền rồi. Vâng, số 7. Bấm hự lại một chút và đánh bi số 9 đỗ giữa phía bên tay phải, thế là xong. Vâng, một ván đấu có quá nhiều highlight đến từ cả hai cây hài, Dương Quốc Hoàng và Cô Benji, và chúng tôi sẽ có thêm nhiều highlight. Vâng, đã kiểm soát ăn được viên bi mục tiêu số 1 và chúng ta chỉ cần vị trí đẹp nhất dành cho bi số 2. Và theo độ góc độ quan sát nhanh này của tôi thì viên bi số 2 vẫn... Vâng, quá mượt rồi các bạn ạ. Một cú break and run chứ. Quan trọng là nhịp độ. Nhịp độ của anh Hoàng Sao thật sự. Đấy, phải là dựng một băng lên như thế này với xứng với danh hiệu là anh... Hoàng Châu. Ok. À, như vậy là trước đó mới có khoảng tầm 40.000 thì 30.000 bằng nhiều hình thức khác nhau. Vâng, hay. Vâng, gần được. Và đấy, cái nước sót số 2 các bạn phải tính đến. Sẽ phải chém, không còn sự lựa chọn nào khác dành đến cho Kobeji. Và quá hay.
Xem có rủi ro gì đến cho Kobenji không nào. Vâng, anh ấy siết phê khéo quá các bạn ạ. Không tác dụng gì. Chúng ta được theo dõi những đường cơ rất hay của Kobenji đấy các bạn ạ. Trong trận thi đấu ngày hôm nay. Vâng, tới đây thì tỷ số là 4 đều. Ván này thì khi mà ra cái vị trí của viên bi mục tiêu số 2 trong cái phá bì vẫn là rất ổn của Kobenji và lần này lại ra hình đẹp. Ui, với cái hình bi như thế này đẳng cấp thế giới đi chấm là chuyện như cơm bữa rồi. Chuyện thường ngày ở huyện. À vâng, tài tốt lắm các bạn. Vì có 104 vận động viên thôi, không nên kéo dài ra quá nhiều. Bây giờ đã là khoảng tầm 1 giờ sáng nên hệ thống donate bắt đầu chuệch choạc. Bạn khán giả, anh em có thể làm nóng lên một tí để cho những cái luồng gió may mắn sẽ dựng quốc hoàng của chúng ta. Dạng kiểu như là Kobenji sẽ phá ra chết cái. Ui, ui, đây rồi các bạn ơi. Vâng, ok, 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 ok. Không côn tay với bi số 9 là được rồi. Vâng, bạn cảm ơn bạn khán giả với cái tên là vâng, hai băng qua khe. Hình quá đẹp rồi và rút lại đánh bi số 9 mà thôi, không cần rút đâu, đứng im các bạn ạ. Cầu toàn trong tình huống này. Đấy, ok. Vâng, cảm ơn bạn khán giả với tên Đạn Lê Đức lằng ngoằng đến từ vị trí bạn Tiêu Gia Khánh. Vâng, không có may mắn dành đến cho Kobenji và bây giờ chúng ta đang đứng trước cơ hội xử lý bi số 2 rồi. Vâng, anh đã điều ra má cộng bi số 9 rồi. Và tới đây thì vâng, ok rồi các bạn ạ. À, vâng, tỷ số là 6-5 dành cho Dương Quốc Hoàng. Không có gì làm khó được tay cơ đến từ Việt Nam. Đại loại vậy. Ui, ui. Vâng, con đấy khả năng toán học của Kobenji ạ. Tình huống thành trừ 6 chứ không phải cộng 6 các bạn. Nào, một pha sử dụng lết đấy. Ngày hôm nay chúng ta đã nhiều lần anh Hoàng trong các bạn có nhớ không, trong trận thi đấu trước đó anh Hoàng trô lết sau bị đuôi nhưng may là có đôi tay nhảy gọi là ngoài hành tinh bù đắp lại. Lần này thì không. Rồi, đẹp lắm rồi các bạn ạ. À, má trong má ngoài bị số 3 đều có thể ra được bị số 4. Là bị số 4 bấm hự một phát không. Con này mà đánh lấy má thẳng bị số 5 là vứt. Ngon rồi. Tới đây thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin với một điểm số tiếp theo. Trong của viên bi mục tiêu số 5 để đẩy một băng ra bi số 6. Rất thông minh. Không sao. Anh Dương Quốc Hoàng cố tình và kết thúc vào lỗ tít phía gần màn hình bên tay phải. Thôi thì trái phải cũng được, miễn là vào các bạn ạ. Ok, vẫn phải là lỗ tít bên tay phải. Vâng, thưa các bạn là tôi không những cháy mà tôi sắp bốc lửa rồi. Và tỷ số là 7-5 dành cho cơ thủ Dương Quốc Hoàng. Chat của web thể thao.
Vâng, đã ui. Vâng, một pha wide break. Để xem là sau một cái series liên tục ra đòn và chờ đợi thôi, như một chú sói rình vào sơ hở nào đó của đối thủ và sẽ đến và nhận lấy. Lùi lại một chút, lấy má vách đi số 7. Vâng, vẫn là giữa hộp các bạn. Nó rất mượt trông vậy thôi, nhưng những con bi chém ván đấu trong một game đấu chạm 10. Đây rồi các bạn ơi, tiếp tục làm cú quay break của cơ thủ Comenzi. Vâng, anh em donate đi chứ còn gì nữa. Còn chần chờ gì nữa các bạn ạ. Các bạn. Vâng, chỉ tới đây được thôi. Chấp nhận, nhìn thấy bi số 6 được. Đúng rồi, lực này là lực thủ. Úi, tòi. Bị tuột các bạn. Chém. Khó các bạn ạ. Khó để có thể lắc được viên bi đấy. Đấu chạm 3. Một game chạm nào. Ui. Đấu vào những cái khoảnh khắc như thế này nó quan trọng đến mức độ như thế nào. Đấy. Comenzi đánh tự tin lắm, con đấy đánh dày mà để kê đấu. Nào, có dính đi, dính. Vâng, 8-7 dành cho Comenzi. Vâng, như vậy là và rất khó để A và chạm được vào mặt viên bi mục tiêu số 2. Ý đồ của Dương Quốc Hoàng trong tình huống bi đó không thể chê vào đâu được. Mỗi tội là lúc thực hiện thì nó bị sai đi một chút. Ra sao thì vẫn có thể hy vọng tới một tia vọng lóe sáng. Vâng, và Comenzi đã lựa chọn ra phương án thủ bi chứ không chém. Đúng mà. Giữa hộp các bạn ạ. Pinzi đánh con bi đấy hay quá rồi. Thị lực 10/10. Đây. Ok. Nào, cái sau 7 sẽ là tình huống đẹp nhất dành cho cơ thủ Dương Quốc Hoàng. Vâng, tới đây thì tôi rất tê rồi. Tôi thú thận gọi là thú nhận với các bạn luôn là tôi rất tê. Vì tôi rất kỳ vọng vào những tình huống còn lại ở trên bàn thi đấu này. Vâng, và như vậy Comenzi đã phải... Vâng, như vậy là Comenzi đã đánh trượt viên bi mục tiêu số 8. Và... Ui... Và đó là một tình huống thủ bi của cơ thủ Dương Quốc Hoàng. Tình huống thủ bi cùng của người anh cả nhà cô trong viên mục tiêu số 8 là sao, và cơ hội nào dành đến cho Dương Quốc Hoàng của chúng ta, đó là tình huống quyết định chém luôn ở vị trí viên bi mục tiêu số 8.
Và cơ hội bây giờ thực sự quá rõ ràng. Và ngon. Vâng, và tỷ số được rút ngắn xuống còn một chút delay tín hiệu đường truyền anh em. Ok, cái ở đâu? Vâng, sau cảnh cảm xúc nhất, buồn cười nhất, hãy vào đây để khiến cho những bình luận viên chúng tôi cũng có thể. Vâng, tỷ số. Và anh ấy đã lựa chọn đưa ra tình huống bi an toàn. Vâng, và Dương Quốc Hoàng buộc lòng phải tạo tình huống 3-7. Không còn cách nào khác cả trong cái... Vâng, đã trượt với bi mục tiêu số 2. Và là cái đuôi thứ hai dành đến cho Dương Quốc Hoàng trong ván thi đấu này. Lại chạm tay vào con nào đặt penalty đấy. Ui, sao lại đi bắt đuôi tiếp thế này? Sao lại ác đến thế? Rồi, viên bi số 4 lại. Ngày càng ngày rơi. Vâng, như vậy là vâng, tình huống này thì có lẽ Kobeji cũng chẳng ăn bi số 3 nữa đâu. Đấy, đã thoát được việc va chạm với viên bi số 9 rồi. Và bây giờ tình huống này hơi khó thì Hoàng Sao khi mà quẩy. Và chơi thôi, đâm đi. Nào. Ok. Dụng bi số 4 rồi các bạn ơi. Ồ, như vậy là cầu tay đặt trong tình huống này vẫn có thể được. Nó đâu bị vướng bi số 9 các bạn ơi. Và đường riêng dành cho viên bi mục tiêu số 5. Vâng. Vâng, rất mềm rồi và cái đi đâu. Vâng, chúng ta cần phanh ngay viên thủ chủ lại. Đúng rồi, anh ấy cúp về đây để đánh đường riêng viên bi mục tiêu số 7. Lỗ tít phía gần mình bên tay trái nhưng mà không may. Vâng, tình huống dấu cái sau 8 quá tốt của cầu thủ Dương Quốc Hoàng. Đã thực hiện thành công được rồi các bạn ạ. Vâng. Nào, chúng ta cùng quan sát cú A băng viên bi mục tiêu số 7. Vâng, không được rồi. Không được rồi và cơ hội đặt bi dành đến cho Dương Quốc Hoàng ở trong ván thi đấu số 19. Vâng, thật sự không thể tin nổi vào mắt mình nữa rồi khi mà tỷ số trận đấu này đã là 9-7. Nào. Ui. Vâng, một viên bi số 9 nữa thôi. Vâng, xin được chúc mừng cầu thủ Dương Quốc Hoàng đã vào tận trận chung kết của giải thi đấu Scottish Open năm 2024.